nó có mỗi một cây. Nói chung là các làng khác thì có thể có nhiều, nhưng mà có nhiều đâu. À, đáng nhẽ là tôi còn chụp ảnh ấy, nhưng mà phát cho các ông xem. Mẹ lạm kiểu Tết, Tết năm nay ấy. Thế nào này các bạn bảo là ôi, đéo đi kiểu gì. Tay còn cầm thuốc nữa. Đây cây đây. Mày có tí võ công. Đấy vẫn vào đủ đây. Vừa thùng này. Nói chung là phải cố gắng. Chụp đưa điện thoại đây. Xuống đây em ơi. Ok. Xong rồi. Dịch lên anh ơi. Dịch sát lên anh ơi. Hùng ơi. Hàng này hàng đắt tiền đấy, không phải là hàng mấy triệu đâu. Nhấc lên, nhấc, nhấc cao lên. Rồi, em ơi, hạ xuống đây. Xong hết đầu. Cân. Cẩn thận. Mẹ thằng em qua nó về vợ nó sáng ra đây là làm hết một cái ấy này, bước bao nhiêu việc xong đi vào cái đường này nó tắc đường. Tắc đường mà nó đến 20. 20 hai mấy nữa còn lấy nữa. Nhấc lên đi. Nó phải đẹp thôi. Cái này là bên nào bỏ tán nó rồi, nó cứ vừa thì xe còn nếu không bỏ tán một mình con này hết một khoang xe luôn này, hơn một khoang. Đấy bố nó cảnh. May mà cái cây này nó nhiều ấy. Nhiều cái này quá nhiều. Tiếc không? Gãy cây như thế này là mất 500 rồi đây. Mặc dù là cái giá này có ở đây có 20-30 nghìn thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng. Không phải là nói nó chỉ trước này đâu. Trừ của ông này. Cây cậu không thấy xe có làm ăn lắm. Còn ở trên kia nữa mấy cây nữa đây. Đi, nau cái điện thoại đi, nau cái ống kính đi. Cái khi ấy là phải nau cái ống kính đi. Ôi mẹ, nhìn thấy toàn đất tơi cát. Cái ấy của mày đấy còn gì, cái nan gì đây? Nan thì cũng chả hết được. Nan có 5 thùng nan thôi. Em ơi. Dạ. Cái đồng chí kia rồi. Thì hàng to thì phải chấp nhận thôi. Hàng to không có hàng ken thì là phải chấp nhận thôi chứ còn. Cái đồng chí vừa trèo lên đâu rồi nhỉ? Đâu gọi cái anh. À, ra giả tiền cáo. Con này hơn đây như này là hơn một khoang này chứ không phải một khoang. Đây này. Cẩn thận không lại anh lại dẫm vào cái ấy của nó. Con này trông như này thôi đây nên đây này. Nó nếu mà cả cái tay này nó vào khoang rưỡi. Nó kiểu cẩu không nhìn được ấy, cho nên là mà cũng không sát được nữa cơ. Không sát được nữa. Cây nó đắt đi. À, mất khoảng 10 phân. Ở dưới này không có cây, không cây gì. Phí thật. Gốc, thứ nhất gốc, cái điểm thoát thân cực kỳ lý tưởng. Nhưng mà nói chung là cây ở dưới đất là nó ấy hơn. Ở đâu hả anh? Đây thôi tắt đi đã. Mà ông anh chưa xong chưa? Ô để đấy.